Ok, khoanh tay lại. Con cảm ơn cô Thảo. Cảm ơn cô Thảo. Rồi, cô Thảo mua đó. Oh my goodness. Cô Thảo làm như vậy là chết mẹ Ngọc rồi. Khoan. Trời đất ơi. Khoan. Trước tiên nhìn mẹ, look at me. Không được vẽ lên tường, nghe chưa? Không được vẽ xuống cái nền nhà, nghe chưa? Không được vẽ lên cái ghế này, nghe chưa? Cái điều duy nhất mà con vẽ lên là cái này, nghe chưa? Không được vẽ lên chân tay của mình luôn, nghe chưa? Nếu như mà con hứa được với mẹ thì mẹ mới cho con cái này, chứ còn không là mẹ đóng lại. Con hứa được với mẹ không? Chỉ vẽ trên cái tờ giấy này thôi, ok? Ai? Sophia cho con cái đó hả? Nói không hiểu luôn. Đâu, cái này là cô Thảo ở bên Cali mua cho con đó. Mẹ. Sao? Remember at Florida and Sophia don't give it. Oh, ở Florida Sophia không cho con hả? Oh, ok. Ê, con nhăn răng đây cho mày coi coi, con nhăn răng đây coi. Ok. Rồi, làm đi. Nhưng mà che khoan, nữa nói lại một lần nữa nha. Không được vẽ lên tường nhà mình, nghe chưa? Ông Dũng la chết, nghe chưa? Không được vẽ lên chân tay, không được vẽ xuống cái nền nhà này và không được vẽ lên cái ghế mẹ mới mua. Promise? Pinky promise. Ok, rồi, chơi đi. Giờ mở cái giấy này ra là con vẽ lên cái giấy này nè, ok? Trời đất ơi, quá trời luôn hả, xá đất ơi. Sao Bali luôn rồi. Cái gì? Ừ, đó, con phải làm, con vẽ xong là con phải kéo. Ờ, đúng rồi, có cái đồ để kéo ra coi. Đúng rồi. Rồi, vẽ đây, nó là làm mà vẽ xong hết bộ này là nó là kiến trúc sư xây nhà luôn đó. Không được vẽ lên khăn, nghe chưa? Mỏ từ giả cái mỏ bây giờ. Giờ vẽ cái gì? Vẽ lắc kỳ cho cô chú coi coi. Bây giờ con vẽ con lắc kỳ cho cô chú coi. Như vẽ lắc kỳ đẹp lắm cô chú ơi. Nó vẽ lắc kỳ đẹp dữ lắm. Xách ra cái khăn giùm tôi cái chị hai. Rồi bây giờ con vẽ lắc kỳ đi. Con vẽ lắc kỳ đẹp lắm. Trời ơi, có màu sắc kìa, có được đời không? Rồi giờ nó vẽ lắc kỳ nữa nha cô chú nha. Nó coi coi. Đó. Mom, there's some dots on it. Rồi sao lắc kỳ rồi sao nữa? Đó là cái gì á? Cái miệng lắc kỳ á hả? Rồi lắc kỳ nó có râu làm sao? À lắc kỳ nó có cái râu mép làm sao? Râu mép rỉa rỉa. Râu mép rỉa rỉa làm sao? Sao râu mép ở bên rỉa rỉa ra đó. À có cái mũi nữa lắc kỳ, có cái mũi nữa. Cái râu mép làm sao? Con hình mày. À, đây này mày chỉ cho con nè, khi mà con vẽ con mèo cho nó giống á là con phải rẽ vẽ. Để lấy tay ra. Con phải vẽ mấy cái ri mép vậy nè. Đó, thì mới nó mới giống một con mèo. Đó. It got a mustache on it. Mustache too. And it lipstick. Ờ, có sơn môi nữa hả? No, mom, it lip. À đúng rồi, nó kiện liếm vậy đó, đúng rồi. Rồi, cô chú thấy nó vẽ con mèo chưa? Bây giờ vẽ cái mình cái tay được của nó coi. Vẽ hai đầu tay đúng mèo luôn. Cái gì vậy? À. Này chắc vẽ thì đưa cho nó đi vô Harvard đi học quá. Học vẽ vô Harvard học vẽ vậy. Có đó cái gì vậy? Cái chân của nó đó hả? Con Lucky có mấy cái chân? 1 2 3 4 5 6. Dữ vậy ta ơi, đúng rồi Lucky. Trời ơi Lucky sành điệu dễ sợ chưa? Đó rồi, cầm bức tranh cười, cô chú chào tấm hình. Đẹp ghê. Rồi, tiếp tục. Con vẽ cho mẹ chữ A coi.
Đúng rồi, vậy dễ chứ bi. Bi gì dễ ngược vậy? Dễ chứ bi gì ngược vậy? Một cái đường thẳng sặc sặn gạch xuống. Đúng rồi, bắt từ trên bắt xuống chứ ai dễ ngược ngạo vậy? Hả, dễ chứ bi gì ngược vậy? Đây nè, đúng rồi, từ trên bắt chữ A rồi. Đây chị hai, dễ đây nè, chữ bi đây nè. Rồi bắt từ trên đây bắt xuống mới giống chữ bi chứ còn con bắt tầm bậy rồi. Mẹ nó nói con dễ sao mà con kỳ vậy chay? Thẳng xuống rồi ở trên quẹo xuống, ở dưới quẹo xuống nữa bự luôn. Đúng chính xác, bây giờ dễ cho chữ C coi. Ê, đúng rồi, chữ C coi. Gì vậy, chữ C dễ làm sao? Cái gì, chữ đó chữ T mà. Rồi dễ chữ Y luôn. Ai dạy dễ như vậy, như chữ ngược vậy hả? F, đúng rồi, rồi chữ Y coi. Dễ xa ra, dễ gì gần dữ vậy, xa ra. Chữ gì á? Q. Q hả? Con dễ, dễ chữ là phải dễ xa ra chứ không có dễ gần. Chữ this gì? This is Q and this is not Q. This P. It's P. Nè, P nè, chữ P nè. Chữ P là dễ vậy nè, nhìn nè nha. Gạch xuống đây. P. No, mom, this is P, mom. Ờ, đó. This is P, mom. Nè, đó P nè, đó, con dễ giống Mi Trang vậy đó. Ôi, ôi, con dễ chữ Y kìa, nó chữ Y as in yellow, con dễ chữ F nè. Bây giờ dễ chữ E coi, E as in elephant. Có chữ gì á? Mom, I kind of get outside. Rồi, mà chữ đó chữ gì vậy? Giraffe. Chữ gì? No, X. X, đúng rồi, chữ X. Đây mày coi cô chú coi coi, đó, nó dễ chữ X nè, chữ S. Mom, I'm trying to draw. Ồ, chữ này chữ gì, chữ này chữ gì, chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Dễ cho mày chữ Y coi. Ồ, chữ đó chữ D á hả? Ồ, con dễ ngược quá à. Ôi ôi, cô chú coi nè. Đó, con cho chú coi chay chưa? Bây giờ chay bao nhiêu tuổi rồi ta? Chay là sinh ngày 11, ngày 11 tháng 11. Thì bây giờ là tháng 4 rồi. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Chưa tới 3 tuổi rưỡi. Tháng sau nữa con mới 3 tuổi rưỡi. Tới tháng 6 á, con mới 3 tuổi rưỡi. Chứ bây giờ mới 3 tuổi 4 tháng à. Trời ơi, đây nè. Ở cột mốc 3 tuổi 4 tháng là chơi dễ được như vậy đó. Con chú nhà trời ơi, bất kỳ dân chơi vậy sợ không? Đứng thì như đang trong món ba nó nhảy trong ra. Ứng không? Không ăn đâu dài đâu. Cái móng, cái đây là ý là nó vẽ cái móng. Cái móng tay mà cào, lứt cào chay đó cô chú, nó vẽ móng tay. Quại quại. Mày coi nó vẽ vậy là thôi, bao xuất sắc chưa? Có vẽ chữ ABC nè, chữ T nè, chữ Y, chữ F nè, chữ D nè, chữ X nè, chữ P nè. Hiểu chưa? Rất kỳ là đang đi vũ trường chơi. Rất kỳ này đi vũ trường. Đêm vũ trường. Anh đón em. I'm just going all this out. Chứ vậy, rồi một chút nữa con bỏ vô lại nha. Mom, I don't want all this to be dry. Sao vậy? No, I don't want to put this right here and right there. Đúng rồi, vậy để trong đó đi. Con lấy cái cây nào chơi xong cái con bỏ lại chứ con bỏ ra hết chi vậy? Con lấy cái cây nào con chơi xong rồi con bỏ vô lại. Mà con hứa nha, con chơi xong con bỏ vô lại cho mẹ rồi con ship vô nha. Promise xong. Yeah. Rồi. Mom, do you know what, mom? Đẹp ghê luôn, hay ghê. I forgot the other side. Other side hả? Rồi thôi chơi đi nha. Rồi bây giờ chị chào tạm biệt cô chú đi. Yeah, mom. Sao dạ không? Mom, can you get this out for me please, mom? Tự lấy đi. Nói mẹ mày làm ơn mày lấy giùm cho con. Ờ đúng rồi, đó dễ ẹt chứ gì đâu, nhờ với phả. Gì mình tự làm được thì mình làm đi chứ. Ai rảnh đâu làm mấy cái thứ nhỏ cho mình. Mình nhỏ, mình làm việc nhỏ. Chơi mà không tự lấy ra chơi được thôi khỏi chơi. Ok. Rồi thôi, bây giờ bye bye cô chú ở đây nha. Mẹ còn phải có đi công việc để làm nữa nha. Con nhìn lên camera, bye bye cô chú. Đu gì? I don't feel don't even bye bye. Rồi vậy là con muốn cho cô chú coi con vẽ phải không? Yeah. Ok, rồi không có don't even bye bye phải không? Rồi không bye bye thôi. Bé gái giờ mình vòng xong mình đi luôn bé gái. 2 giờ rưỡi là mình đi á. Hai rưỡi đi bác gái. Chay ơi, mẹ đang bận lắm á chay ơi. À.
dựng camera lên, con tự quay nha. Dạ. Con tự quay cho cô chú nha, chứ mày bận quá mày không có thời gian để quay đâu đó. Right, bỏ điện thoại ra đó không? Mà con phải nói chuyện với cô chú đàng hoàng nha. Ok. Phải khi mà mình quay là mình phải nói chuyện với mọi người chứ không phải mình để im cái máy đó đâu, nghe chưa? Rồi. Rồi đó, mày để cái máy này nè, rồi con bắt đầu con tương tác với cô chú đi nha. Nói chuyện. Hello cô chú. Mom, it's a xe, Mom. À, cái chiếc xe hả? Con vẽ với chiếc xe hơi của mẹ hả? Yeah, mẹ. It's a big... Cái gì? It's not your car, it's a window. Cái cửa sổ, nhưng mà con vẽ cái này là gì? Nó giống chiếc xe vậy? Nó nghe nè. Tao nói cầm cái cây viết đó là thế nào cũng quạch vô cái ghế. Rồi tao đập. Đập lên bờ xuống ruộng luôn á. Đó. Gì vậy? Con vẽ gì vậy? Kitty cat. Kitty cat gì mập dữ. Đây nè, bây giờ con vẽ cho cô chú coi. Dạ kệ đi bác ơi. À, bây giờ con vẽ cho cô chú coi cái váy của người công chúa. Ok. Đây. Vẽ bên đó đây, đúng rồi. Cái đầm của công chúa nha, phải vẽ sao giống nhà thiết kế nha. Đó, cái đó là nó vẽ cái đầm đó nha. Rồi bắt đầu vẽ cái kiểu phần trên nữa. Đó, đây là cái ngực cái dưới cái ấy của công chúa đó. Nó vẽ giống y như đúng như cái bá tước của bà công chúa mà áo phùng phình luôn á. Rồi cái đầu coi, vẽ lên cái đầu công chúa coi. Cái đầu công chúa đâu? Snow White. Hả? Snow White. Con vẽ Snow White hả? Rồi tóc công chúa đâu? Quá dữ rồi. Trời ơi, cô chú coi nè. Hả? Trời ơi, cái đầm quá dữ luôn. Cái đầm có ren ren ở dưới nữa chứ đâu phải đơn giản đâu. Ủa, chưa xong, ai biết đường đâu. Trời ơi, quá dữ luôn. Quá dữ. Con chú này quá dữ rồi. Đúng rồi, xong cái nào là mình đóng nắp lại cái đó để mình giữ cho mực nó càng tươi càng tốt. Light green. No, this is not light green. I forgot it's black green. Hả? Black green. Darker. Con không có đọc là black green mà con gọi là darker green. Màu xanh đậm. Đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi, ngủ tới chứ hả? 1 giờ trưa mới dậy luôn á. Mommy, remember, Mom. Bây giờ mày lấy đồ cho con ăn nè. Mom,